em luôn xây dựng, sếp em rất nhiệt tình, làm việc luôn hết mình, chủ em cần sếp cơ. Trời ơi, có cái công ty nào mà toàn là nữ với công ty tôi không hả mọi người? Này, Lucy có buổi xuất tiên bộ sưu tập mới cho Elbit nè. 20 tháng 10 sắp tới rồi nên là mình cũng muốn làm một cái gì đó bất ngờ cho mấy mén nhà mình. Vậy là lúc đi có mang theo một đống quà mới mua hôm qua tặng cho mấy đứa nhỏ luôn. Là con gái thì đứa nào mà không mê trang sức nha. Nên là Lucy tặng nguyên đàn vịt trời nhà mình toàn là trang sức B&J nè. Nhìn mặt tụi nhỏ hứng hở như vậy á, mình cũng cảm thấy vui lây luôn ý. Chị chỉ muốn nói là lỡ như xui mà không có được người yêu tặng quà thì cũng không sao hết, có chị ở đây nha. Vừa rồi á thì Lucy cũng có đi lựa quà cho mọi người cùng với bé chồng nè. Rồi á thì sẵn tiện cũng tặng nhẹ qua B&J để coi lại mấy cái chiếc deal mà mình sẽ like trong ngày 10 tháng 10. Rồi, deal lần này giả mang lắm mọi người ơi, nên mình mới tranh thủ để mua tặng cho nhân viên nhà mình luôn. Mà biết sao không? Vì đây là buổi livestream độc quyền của Lucy với Style by B&J. Nên là tất cả những sản phẩm ngày hôm đó đều có cái giá độc quyền chỉ mình Lucy có thôi. Có những sản phẩm đồng giá chỉ 330k và kèm theo đó là những quà tặng cực kỳ là hấp dẫn. Thì Lucy thấy deal rất là hời nên là ai mà có mua quà 20 tháng 10 này thì có thể tham khảo liền. Khi mà mua mấy cái vòng tay này còn được tặng charm nha, nhưng mà số lượng quà tặng cực kỳ là có giới hạn. Nhưng mà công nhận phải nói á, là mấy bà con gái mê mấy cái dòng này lắm nha. Ai mà là con trai á, mua mà làm quà thì chắc chắn là các bà sẽ đổ đấy. Ôi mà Lucy mê đồ trang sức lắm luôn á, không mấy mọi người chưa biết chọn gì thì vô like đi, Lucy tư vấn cho.